Vôi hóa phổi là tình trạng các tế bào hô hấp bị tổn thương và dần trở nên hóa sẹo bởi sự tích tụ các chất cặn canxi, từ đó hình thành nên các nốt vôi hóa có hình tròn hoặc hình elip bên trong phổi. Những cái nguyên nhân mà gây ra tình trạng vôi hóa phổi, bệnh nhân đã từng nhiễm những cái virus hoặc vi khuẩn gây bệnh ở phổi. Bệnh nhân có thể đã mắc các cái bệnh lý phổi mãn tính, ví dụ như lao phổi, COPD hoặc là viêm phổi. Bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với lại các cái hóa chất khói bụi độc hại, cũng có thể xảy ra cái tình trạng là vôi hóa phổi, một cái tình trạng mà tăng vitamin D, nồng độ vitamin D cao cũng có thể gây ra tích tụ canxi, gây ra tình trạng vôi hóa phổi. Khi bị vôi hóa phổi, người bệnh sẽ xuất hiện một số triệu chứng như sốt, ho khan, nặng hơn có thể ho ra máu, cơ thể có cảm giác ớn lạnh, khó thở hoặc thở khò khè, đau tức ngực, giảm cân đột ngột. Để dự phòng cái tình trạng vôi hóa phổi thì bệnh nhân cần phải hạn chế những cái tiếp xúc với những cái môi trường ô nhiễm, khói thuốc, và nếu như mà người bệnh mà bắt buộc phải làm việc trong những môi trường đấy thì cần phải có đồ bảo hộ. Cái thứ hai nữa là khi mà bệnh nhân mắc cái bệnh ở phổi, nhiễm trùng ở phổi chẳng hạn, thì cũng cần phải được điều trị một cách triệt để. Bệnh nhân cũng cần phải có một cái lối sống lành mạnh để có thể phòng tránh các cái bệnh ở phổi. Vôi hóa phổi là bệnh lý nguy hiểm, do đó cần phải ngăn chặn các yếu tố nguy cơ gây bệnh. Đồng thời, chúng ta cũng nên xây dựng một thực đơn dinh dưỡng khoa học với đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất có trong các loại thịt, rau xanh và trái cây. Có chế độ luyện tập thể dục thể thao hợp lý, kết hợp với các bài tập thở giúp quá trình trao đổi khí trong phổi được diễn ra dễ dàng. Điều trị triệt để các bệnh lý liên quan đến hệ hô hấp, tránh để bệnh tiến triển thành mãn tính.